Chào mừng các em đến với chương trình Dạ học trên truyền hình do Sở Dục Đào tạo Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức và thực hiện. Rất vui được gặp lại các em trong giờ học môn Hóa học lớp 12. Hôm nay thầy sẽ đến với các em chuyên đề xác và hợp chất của xác. Nội dung của chuyên đề gồm có hai phần. Phần thứ nhất, câu hỏi định tính. Phần thứ hai, một số dạng bài tập. Để làm tốt một số câu hỏi định tính và một số dạng bài tập, các em cần phải ghi nhớ một số kiến thức quan trọng của xác và hợp chất của xác. Tính chất của xác, xác là kim loại có tính khử trung bình. Khi xác tác dụng với các chất có tính oxy hóa yếu như lưu huỳnh, axit clohyric, axit sulfuric loãng, muối đồng 2, muối xác 3, thì xác bị oxy hóa lên muối xác 2. Khi tác dụng với các chất oxy hóa mạnh như clo, axit nitric dư, axit sulfuric đạt nám dư, bạc nitrat dư thì xác bị oxy hóa lên muối xác 3. Và chúng ta lưu ý sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, nếu có đồng hoặc xác dư không thu được muối xác 3, chỉ có muối xác 2. Về tính chất, các hợp chất của xác, ta có hợp chất xác 2 tính khử đặc trưng, hợp chất xác 3 tính oxy hóa đặc trưng. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, câu hỏi định tính, câu số 1. Công thức của xác 2 hydroxit là có 4 đáp án. Với câu hỏi này, người ta yêu cầu về công thức xác 2 hydroxit. Vậy xác hóa trị 2 nhóm OH hóa trị 1 như vậy. Công thức tương ứng sẽ là xác FeOH 2 lần. Ta chọn đáp án D. Vậy, với câu hỏi này giúp chúng ta ôn lại kiến thức về tên gọi và tính chất vật lý của xác và hợp chất của xác như sau. Hợp chất xác He có xác He oxit chất ráng màu đen, xác He hydroxit chất ráng màu trắng hơi xanh, dung dịch muối xác He clorua màu lục nhạt. Hợp chất xác 3 như xác 3 oxit chất rán màu đỏ nâu, xác 3 hydroxit chất rán màu nâu đỏ, dung dịch muối xác 3 clorua màu vàng. Ứng với câu số 1 này, người ra đề người ta có thể ra những câu hỏi ở mức độ tương đương. Thầy lấy thí dụ như người ta có thể hỏi công thức hóa học của xác He oxit là, thì ứng với công thức cái câu hỏi này thì chúng ta chọn ngay đáp án đó là C, xác He oxit. Hoặc người ta có thể hỏi công thức của xác 3 hydroxit là, thì các em có thể trả lời ngay đó là đáp án A, FeOH 3 lần. Hoặc thí dụ thứ ba, người ta cho dung dịch natri xít vào dung dịch chất X, thu được cái tủa màu nâu đỏ, chất X là, thì ta thấy cái tủa màu nâu đỏ đó là FeOH 3 lần. Vậy chất X phải là muối xác 3 để tác dụng với dung dịch natri hydroxit tạo thành FeOH 3 lần cái tủa màu nâu đỏ. Dựa vào đáp án ta thấy chỉ có đáp án A là muối xác 3. Đó là xác 3 clorua sẽ tác dụng với natri hydroxit tạo ra FeOH 3 lần cái tủa màu nâu đỏ. Đó là câu hỏi thứ nhất, có những câu hỏi tương đương các em lưu ý. Bây giờ câu số 2, chất nào sau đây chỉ có tính khử? Có 4 phương án A, B, C, D. Đây là câu hỏi ở mức độ thâm hiểu. Đòi hỏi người học phải có kiến thức sâu về tính chất của xác và hợp chất của xác. Đó là tính gì? Đó là tính khử. Vậy các đáp án A, B, C, D đều liên quan đến hợp chất của xác và kim loại xác. Chúng ta sẽ phân tích lần lượt. Như các em đã biết, xác có các trạng thái số xóa thấp nhất là 0, cao nhất là dương 3 và có dương 2 trung gian. Đối với xác 3 xung phát với số xóa dương 3 là số xóa cao nhất nên chỉ có giảm xuống. Vì vậy, xác 3 xung phát chỉ thể hiện tính oxy hóa. Đối với xác He nitrat và xác He oxit, số oxy hóa của xác là dương He. Đây là số oxy hóa trung gian có thể
tan lai hạt dõm xuống. Vì vậy, nó vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa. Vậy còn đáp án D thì xét đơn chất xua xóa không. Nó là xua xóa thấp nhất của xét. Như vậy chỉ có tan lai, mà tan lai thì chỉ thể hiện tính khử. Và theo đề bài ta chọn đáp án D. Với câu hỏi số 2 này, các em có thể tư duy dựa vào kiến thức của xét và các hợp chất của xét đã học. Ví dụ như ta có đề bài yêu cầu hỏi chỉ có tính khử thì ta sẽ chọn ngay được đó là xét ta học rồi. Xét là kim loại chỉ có tính khử. Vậy với câu hỏi số 2 này, người ra đề người ta cũng ra được những câu hỏi có mức độ tương đương. Thầy lấy thí dụ. Thứ nhất, chất nào sau đây chỉ có tính oxy hóa như phân tích ở đây. Chắc chắn chúng ta chọn được đáp án A. Đó là muối sắt bo sulfat. Nhưng các em lưu ý, không phải tất cả các muối sắt bo đều chỉ có tính oxy hóa. Thầy lấy thí dụ muối sắt bo clorua với sắt số xóa dương bo cao nhất chỉ thể hiện tính oxy hóa. Với clo số xóa trừ 1 là thấp nhất của clo. Nên nó chỉ có tan lây. Vậy hợp chất sắt bo clorua này vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. Như vậy chúng ta khi xác định tính chất của một chất là tính oxy hóa hay tính khử, chúng ta phải dựa vào các thành phần tạo nên chất đó. Đó các em lưu ý điều đó. Qua thí dụ thứ hai, chất nào sau đây là oxit baze? Thì ta thấy ở phương án D có sắt hai oxit là oxit baze. Thì ta chọn câu này đáp án D. Ta sang thí dụ thứ ba, sắt có số xóa dương ha trong hợp chất nào sau đây? Thì để làm câu này chúng ta chỉ việc xác định số xóa của sắt trong các hợp chất này. Thì ta thấy phương án A, muối sắt hai clorua với sắt số xóa dương ha thỏa mãn yêu cầu đề bài và ta chọn đáp án A. Ứng với câu hỏi số 2 này, người ra đề người ta có thể ra một câu hỏi với mức độ cao hơn. Thầy lấy thí dụ. Cho các chất sắt, sắt hai oxit, muối sắt hai nitrat, muối sắt ba sulfat, số chất tác dụng được với dung dịch axit sulfuric loãng sinh ra chất khí. Thầy có 4 đáp án A, B, C, D. Vậy với câu hỏi này, đề bài yêu cầu cái gì? Tác dụng được, nhưng sản phẩm phải có chất khí sinh ra. Vậy ta phân tích lần lượt từng chất trang đề bài cho. Ta thấy chất thứ nhất đó là kim loại sắt, là kim loại đứng trước hydro, nay tác dụng được với ion hóa cạn của dung dịch axit sulfuric loãng sinh ra muối sắt hai và khí hydro. Chất tiếp theo sắt hai oxit là oxit baze, nay tác dụng được với ion hóa cạn của dung dịch axit tạo ra muối sắt hai và nước. Chất tiếp theo sắt hai nitrat có ion sắt hai vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxy hóa, nhưng đồng thời có gấp muối nitrat thể hiện được tính oxy hóa trong môi trường axit tương tự như axit nitric, nên ta có phản thứ ba, ion sắt hai bị oxy hóa bởi ion nitrat trong môi trường axit tạo thành muối sắt ba giải phóng khí, ví dụ khí NO và nước. Như vậy với yêu cầu đề bài tác dụng sinh ra chất khí thì muối sắt ba sulfat không tác dụng. Sắt hai oxit có tác dụng nhưng không sinh ra khí. Vậy chỉ có hai chất đó là sắt và muối sắt hai nitrat tác dụng được sinh ra chất khí. Ta chọn đáp án A. Với thí dụ này, nếu thầy đổi yêu cầu đề bài đó là chỉ hỏa số chất tác dụng được với dung dịch axit sulfuric loãng, vậy ta bỏ đi sinh ra chất khí, thì ta thấy có thêm chất tác dụng nữa đó là sắt hai oxit. Như vậy với yêu cầu số chất tác dụng với dung dịch axit sulfuric loãng thì có ba chất tác dụng được, đó là sắt, sắt hai oxit và sắt hai nitrat. Và lúc này ta chọn đáp án C khi chúng ta bỏ đi phần sinh ra chất khí. Chúng ta chuyển sang câu thứ ba, kim loại sắt tác dụng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây tạo thành muối sắt hai? Ta có 4 đáp án. Ta thấy đề bài yêu cầu chất tác dụng dư và sản phẩm tạo thành muối sắt hai. Vậy với
Cót chắc ở các đáp án A, B, C ta thấy sắt tác dụng với axit sulfuric đạt nám dư hoặc axit nitric đạt nám dư hoặc dung dịch muối bọt nitrat dư thì sẽ tạo thành muối sắt ba tương ứng. Như vậy ba đáp án A, B, C chúng ta loại đi. Vậy sắt tác dụng với dung dịch axit clorhic tạo ra muối sắt he clorua. Vậy với câu này chúng ta chọn đáp án D như kiến thức chúng ta đã ôn tập ở lúc đầu của chuyên đề. Ứng với câu số 3 này, người ra đề có thể ra một câu hỏi ở mức độ cao hơn. Thầy lấy thí dụ, cho lượng dư sắt lần lượt tác dụng với các dung dịch muối đầm sulfat, axit clorhic, muối bạc nitrat, axit sulfuric loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt he. Như vậy, đề bài yêu cầu đó là sắt dư và sản phẩm tạo thành là muối sắt he. Như vậy, ta sẽ xét lần lượt các chất tác dụng với sắt. Trong đó, sắt cho dư. Ta có thứ nhất, sắt tác dụng với muối đầm sulfat thì chắc chắn thu được muối sắt he sulfat tương ứng. Sắt tác dụng với dung dịch axit clorhic thu được muối sắt he clorua. Ở đây sắt tác dụng với muối bọt nitrat thì đề bè cho sắt dư, cho nên chúng ta thu được muối sắt he nitrat. Xí nữa thầy sẽ lưu ý là trường hợp này cho các em. Và trường hợp tiếp theo đó là sắt tác dụng với axit sulfuric loãng thì cũng thu được muối sắt he. Như vậy cả bốn chất đề bè cho này khi tác dụng với sắt dư đều thu được muối sắt he. Như vậy ứng với câu này chúng ta chọn đáp án đó là D. Ở câu này các em lưu ý, khi sắt tác dụng với dung dịch muối bạc nitrat dư thì chúng ta thu được muối sắt ba. Còn nếu như sắt dư thì chúng ta sẽ thu được muối sắt he. Đó là các em lưu ý kiến thức này để vận dụng vào các cái câu hỏi tương tự sau này. Chúng ta qua câu thứ tư, cho giải các chất sắt he oxit, sắt ba oxit, sắt từ oxit, sắt he sulfat, sắt he hydroxit, sắt ba hydroxit. Số chất trang giải bị oxy hóa khi tác dụng với dung dịch axit sulfuric đạt nám là, ta có bốn đáp án tương ứng A, B, C, D. Đây là một câu hỏi lý thuyết ở mức độ tương đối khó, đòi hỏi người học phải nắm vững kiến thức về tính chất các hợp chất của sắt. Vậy ta phân tích các hợp chất của sắt trang đề bài cho để ta xem thử. Ta thấy các chất trang đề bài cho có hai phần, một phần là cation sắt, phần thứ hai là phần gốc. Với phần gốc là oxit sulfat và hydroxit không có tính khử khi tác dụng với axit sulfuric đạt nám. Như vậy, các chất này có bị oxy hóa hay không bởi dung dịch axit sulfuric đạt nám phụ thuộc hoàn toàn vào vi âm sắt. Mà ta đã biết, đề cho bị oxy hóa tức là các hợp chất phải là hợp chất sắt he. Như vậy, ta sẽ xác định số oxy hóa trong các hợp chất tương ứng. Thì ta thấy có các hợp chất sắt he oxit, sắt số hóa dương he, sắt he sulfat số hóa dương he, sắt he hydroxit sắt có số hóa dương he và sắt từ oxit có sắt dương he trong đó. Như vậy ta có bốn chất sắt he oxit, sắt he sulfat, sắt he hydroxit và sắt từ oxit là bị oxy hóa khi tác dụng với dung dịch axit sulfuric đạt nám. Như vậy câu này thầy chọn đáp án à. Với câu hỏi này, nếu thầy bỏ đi chữ bị oxy hóa, thầy chỉ yêu cầu số chất trang giải tác dụng với dung dịch axit sulfuric đạt nám thôi, thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án như thế nào? Ta thấy còn hai chất còn lại, đó là sắt ba oxit, số hóa dương ba, và sắt ba hydroxit, số hóa cũng dương ba. Hai hợp chất này có tác dụng với axit sulfuric đạt nám không? Ta thấy sắt ba oxit là oxit ba giờ,
Xét ba hydroxit là một ba giây, nên tác dụng được với dung dịch axit sulfuric, nhưng đây không phải là phản ứng oxy hóa khử. Như vậy, ứng với yêu cầu đề bài, số chất trang giải tác dụng với dung dịch axit sulfuric đạt nám thì ta thấy cả 6 chất đề bài cho đều tác dụng được. Như vậy, khi thầy bỏ đi phần bị oxy hóa đi, thì chúng ta thấy có 6 chất tác dụng được với dung dịch axit sulfuric đạt nám. Ta qua câu hỏi tiếp theo, câu số 5. Hòa tan xét từ oxit vào dung dịch axit sulfuric loãng dư, thu được dung dịch X, trong các chất kali, permanganat, clo, đồng, natri hydroxit, magie, xét he nitrat, số chất tác dụng được với X là, thầy có 4 đáp án. Như vậy, để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta sẽ xác định cho được thành phần của dung dịch X. Thành phần của dung dịch X. Tức là xem phản ứng giữa xét từ oxit với axit sulfuric loãng tạo ra những chất gì. Như chúng ta đã biết, xét từ oxit có xét He và xét Ba. Cho nên khi tác dụng với dung dịch axit sulfuric loãng dư, thu được muối xét He sulfat, muối xét Ba sulfat và có axit sulfuric loãng dư. Thầy có thể biểu diễn dung dịch X chứa dạng các ion, đó là xét He, xét Ba, hóa cạn và sulfat. Như vậy thầy sẽ xem xét các chất trong đề bài cho này lần lượt tác dụng với các ion trong dung dịch X thì xả ra phản ứng như thế nào. Chúng ta thấy thứ nhất, với thuốc tím kali permanganat và clo thì oxy hóa được xét He cạn trong dung dịch X. Với đồng khử được ion xét Ba cạn. Với natri oxit có ion OH- tác dụng với xét He, xét Ba, hóa cạn. Với kim loại magie khử được xét He, xét Ba, hóa cạn trong dung dịch X. Và với muối xét He nitrat thì có ion nitrat và ion hóa cạn có trong dung dịch X sẽ oxy hóa ion xét He cạn. Như vậy, sau khi phân tích ta thấy cả 6 chất trang đề bài cho đều phản ứng được với dung dịch X. Vậy câu này chúng ta chọn đáp án C. Như vậy chúng ta đã trải qua các câu hỏi trong phần định tính, ôn lại kiến thức về xét và các hợp chất của xét. Ta thấy trong quá trình phản ứng xét sẽ bị oxy hóa lên xét He hoặc xét Ba hoặc ngược lại. Như vậy các em cần phải nắm được đặc điểm này để chúng ta vận dụng vào giải trong các bài tập tương ứng. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai. Một số dạng bài tập. Dạng thứ nhất, cho xét hoặc hợp chất của xét tác dụng với dung dịch axit clohydric hoặc axit sulfuric loãng. Với dạng bài tập này, để làm được, các em chỉ cần viết được các phương trình hóa học của xét tác dụng với các dung dịch axit clohydric hoặc axit sulfuric loãng thì chúng ta sẽ giải được bài toán một cách dễ dàng. Mời các em làm câu thứ nhất trong dạng 1 này. Hòa tan M gom xét bằng dung dịch axit sulfuric loãng dư, thu được 2,24 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của M là, ta có 4 đáp án A, B, C, D. Với câu hỏi này, như đã nói, chúng ta chỉ cần viết phương trình hóa học xả ra xét tác dụng với axit sulfuric loãng, thu được muối xét He sulfat và khí hydro. Theo phương trình phản ứng, ta có tỷ lệ số mol của xét phản ứng và số mol khí hydro tạo ra là bằng nhau theo tỷ lệ 1:1. Như vậy ta tính được số mol xét bằng số mol hydro, đề cho 2,24 lít ở điều kiện tiêu chuẩn, ta chia cho 22,4 được 0,1 mol. Và từ đó tính được khối lượng xét bằng 5,6 gram và ta chọn đáp án C. Ta tiếp theo câu số 7. Hòa tan 2,8 gom xét trang dung dịch axit clohydric dư, thu được V lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là, chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Vậy câu hỏi này là yêu cầu tính ngược lại của câu số 6. Cho khối lượng xét biểu tính thể tích khí hydro tương tự như trên. Chúng ta viết phương trình hóa học xét tác dụng với axit clohydric
thu được muối sắt ha clorua và khí hydro. Và theo tỷ lệ trong phương trình cho thấy số mol khí hydro tạo thành bằng số mol sắt phản ứng, và ta tính được số mol sắt 0,05 mol. Cho nên số mol hydro 0,05 mol, và tính được thể tích bằng 1,12 lít, và ta chọn đáp án B. Qua câu số 6 và câu số 7 chúng ta rút ra, khi sắt tác dụng với axit sulfuric loãng hoặc axit clorhydric thì ta luôn có số mol sắt phản ứng bằng số mol khí hydro tạo thành. Các em nhớ cái công thức này để chúng ta vận dụng giá những câu bài tập tương tự cho nhanh. Câu số 8, cho 36 gram sắt hydroxit phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch chứa amon axit clorhydric, tính giá trị của A. Thầy có 4 đáp án A, B, C, D. Với câu hỏi này, tương tự chúng ta viết phương trình hóa học giữa sắt hydroxit tác dụng với axit clorhydric thu được muối sắt hydroclorua và nước. Theo đề bài ta tính được số mol sắt bằng 0,5 mol. Và theo tỷ lệ trong phương trình hóa học ta thấy số mol axit clorhydric gấp 2 lần số mol của sắt hydroxit. Như vậy ta tính được số mol của axit clorhydric amon bằng 2 lần số mol của sắt hydroxit bằng 2 nhân 0,5 bằng 1 mol. Như vậy câu này chúng ta chọn đáp án là A. Mời các em sang dọn bài tập thứ hai. Cho sắt tác dụng với dung dịch axit nitric hoặc axit sulfuric đặc nóng. Với dọn bài tập này, khi cho sắt tác dụng với hai dung dịch axit này, chúng ta lưu ý nếu sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, nếu axit dư thì chúng ta sẽ thu được muối sắt 3. Còn nếu như phản ứng xảy ra hoàn toàn mà kim loại sắt dư thì chúng ta sẽ thu được muối sắt 2. Để dễ dọn bài tập này, chúng ta có thể viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra căn bản và tính toán. Nhưng ở đây thầy hướng dẫn cho các em phương pháp bổ toàn electron. Dựa vào thứ tự các cặp oxy hóa khử của sắt trong giải điện hóa, chúng ta viết các quá trình nhường electron. Thứ nhất, quá trình thứ nhất, sắt nhường 2A tạo muối sắt 2. Và quá trình thứ hai, sắt 2 sẽ nhường tiếp 1A ra sắt 3. Còn quá trình nhận A đó là chất oxy hóa nhận A tạo thành sản phẩm khử. Như vậy áp dụng bổ toàn electron, chúng ta có số mol electron chất khử cho phải bằng số mol electron chất oxy hóa nhận. Như vậy quá trình 1, 2, quá trình 2 này xảy ra mức độ N phụ thuộc hoàn toàn vào số mol electron chất oxy hóa nhận. Hay nói khác, số mol electron chất oxy hóa nhận sẽ quyết định quá trình chất khử sắt nhường electron đến đâu, đến quá trình 1, 2, quá trình 2. Các em lưu ý như vậy để chúng ta giải bài tập. Mời các em chúng ta sẽ giải câu thứ nhất. Câu 9, cho 4,2 gram sắt vào dung dịch axit nitric loãng dư, sau khi có phản xả ra hoàn toàn thu được V lít khí NO, sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn, và dung dịch X chứa M gom muối. Giá trị của V và M lần lượt là, thầy có 4 đáp án A, B, C, D. Phải đối với câu hỏi này, chúng ta đặt đề sang chúng ta lưu ý điều gì? Đó là đề bài cho axit nitric dư. Như vậy, axit nitric dư phản ứng xảy ra hoàn toàn, chứng tỏ sắt tham gia phản ứng hết và tạo muối sắt 3. Nên áp dụng bổ toàn nguyên tố sắt, thầy có số mol muối sắt 3 nitrat bằng số mol kim loại sắt tham gia phản ứng, và thầy lấy 4,2 chia cho 56 được 0,035 mol. Và từ đó thầy tính được giá trị M khối lượng muối sắt 3 nitrat bằng 0,035 nhân phân tử khối muối sắt 3 242. Chúng ta được 18,15 mol. Và để tìm thể tích khí NO thoát ra, thầy áp dụng phương pháp bổ toàn A, có các quá trình nhường electron, sắt nhường 3A tạo thành muối sắt 3. Và nitơ dương nam trong axit nitric nhận 3A tạo ra nitơ dương ha trong NO. Như vậy, ta thấy sắt cũng nhường 3A
và Nita Dương Nam cũng nhận 3 như vậy. Theo bổ toàn A, số môn khí NO bằng số môn kim loại sắt bằng 0,075 mol và ta tính được giá trị V bằng 1,68 lít. Như vậy V bằng 1,68 lít, M bằng 18,15 g. Vậy ta chọn đáp án D. Mời các em qua câu tiếp theo, câu số 10. Thầy có đề bài cho natri 6 gồm sắt tan hoàn toàn trong dung dịch axit nitric loãng nám, thu được 1,792 lít khí NO, sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch X chứa M gom muối, giá trị của M là. Thầy có 4 phương án A, B, C, D. Vậy câu số 10 này là biến thể của câu hỏi số 9. Sau khi các em đặt đề xong, chúng ta thấy giữa hai câu hỏi này có gì khác biệt không? Đó là câu số 10 đề bài cho tác dụng với axit nitric nhưng không cho axit nitric có dư hay không. Nhưng chắc chắn kim loại sắt tan hết và muối tạo thành có thể là muối sắt ba hoặc muối sắt hai hoặc cả hai loại muối, muối sắt hai và muối sắt ba. Như vậy để tìm muối sắt gì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp bổ toàn A cho nhanh. Thầy hướng dẫn như sau. Thầy có thứ nhất số mol NO 0,08 mol. Thầy tính được số mol A trong nhận 0,24 mol. Số mol sắt tính được 0,1 mol. Thầy giả sử chỉ tạo ra muối sắt 3 thì số A trong nhường lớn nhất là 0,3 mol. Vậy so sánh số mol A trong nhường và nhận, chúng ta thấy không bằng nha. Điều đó chứng tỏ có tạo muối sắt hai chứ không phải là chỉ tạo muối sắt ba. Như vậy chúng ta sẽ viết các quá trình nhường A và nhận A để tính toán. Thứ nhất, quá trình nhường A thứ nhất sắt hai. Quá trình nhường A thứ nhất sắt nhường đi hai A tạo muối sắt hai. Và quá trình thứ hai, muối sắt hai sẽ nhường một A ra muối sắt ba. Và quá trình nhận A nitơ dương nam nhận 3A tạo ra nitơ dương A trong NO. Vậy ta có số mol của NO 0,08, tính được số mol A trong nhận 0,24 mol. Quá trình nhường A thứ nhất ta có sắt 0,1 mol. Như vậy tạo ra muối sắt A 0,1 mol và số mol A trong nhường 0,2 mol. Trong khi số mol A trong nhận 0,24 mol. Như vậy chứng tỏ có quá trình nhường A thứ hai xả ra. Và ta dựa đây ta thấy đây 0,24 trừ đây 0,2 thì suy ra số mol A trong nhường ở đây sẽ là 0,04 mol. Suy ra số mol muối sắt 3 tạo ra 0,04 mol và muối sắt 2 đã phản ứng ở đây quá trình số 2 0,04 mol. Như vậy dung dịch X của chúng ta gồm có muối sắt 3 0,04 mol và muối sắt 2 tạo ra ở đây 0,1 thông do phản ứng ở quá trình thứ hai 0,04 như vậy còn 0,06 trang dung dịch X. 2. Có hai muối, đó là muối sắt 3 nitrat 0,04 mol, muối sắt 2 nitrat 0,06 mol. Vậy ta tính được giá trị M 0,04 mol muối sắt 3 nhân 242 cộng 0,06 mol muối sắt 2 180. Chúng ta bấm máy tính được 20,48 g. Và chúng ta chọn câu C. Như vậy, qua câu bài tập số 9 và số 10 này, các em cần phải nắm được đề bài cho axit nitric có dư hay không và quá trình phản ứng tạo ra muối sắt gì, muối sắt 3 hay muối sắt 2 hay hai loại muối sắt, thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán chính xác được. Mời các em sang dòng thứ 3. Cho hỗn hợp đồng và oxit sắt tác dụng với dung dịch axit clorhydric hoặc axit sulfuric loãng. Câu thứ 11. Cho 36 gom hỗn hợp X gồm sắt từ oxit và đồng vào dung dịch axit clorhydric dư. Sau khi có phản ứng xả ra hoàn toàn, còn 6,4 gom chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của sắt từ oxit trong X là. Thầy có 4 phương án trả lời. Vậy đối với câu hỏi này, chúng ta lưu ý điều gì? Thứ nhất, do phản ứng xả ra hoàn toàn
và dung dịch axit clauric dùng dư nên chắc chắn xét từ oxit phẩm hết. Vậy 6,4 gom chất rắn không tan đó là gì? Đó chính là đồng dư. Do còn đồng dư cho nên tổ muối sát kha. Chúng ta lưu ý. Như vậy chìa khóa của bài toán nằm ở giả thiết còn 6,4 gom chất rắn không tan, ta phải xử lý đó là đồng dư và kết luận tổ muối sát kha. Vậy ta viết lần lượt các phương trình phản. Phương trình thứ nhất, xét từ oxit tác dụng với dung dịch axit clauric tổ muối sát 3 clorua và muối sát 2 clorua. Thay đạt số mol xét từ oxit có trong hỗn hợp X là X mol, sinh ra số mol muối sát 3 là 2X. Và muối sát 3 sinh ra này hòa tan kim loại đồng. Theo phương trình phản thứ hai tạo ra muối sát 2 và muối đồng 2. Như vậy ta có số mol muối sát 2 3 clorua là 2X, sinh ra số mol đồng phản ứng là X mol. Như vậy theo đề bài số mol hỗn hợp X 36 gồm thầy lập được phương trình đó là gồm có khối lượng xét từ oxit, khối lượng đồng phản ứng và khối lượng đồng dư. Mới bàn 36 gồm thầy chuyển vế đồng dư ra phía sau và thầy tính được x bàn 0,1 mol. Và từ đó thầy tính được phần trăm khối lượng của xét từ oxit là 64,44%. Lấy 0,1 nhân 232 nhân 100% chia 36 gồm hỗn hợp x. Như vậy ta chọn đáp án A. Tiếp theo mời các em sang câu số 12. Cho M gom hỗn hợp X gồm đồng và oxit xét từ vô dung dịch axit clauric dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 8,32 gom chất rắn không tan và dung dịch X có chứa 61,92 gom muối. Giá trị của M là? Thầy có 4 phương án trả lời A, B, C, D. Vậy ứng với câu hỏi này cũng tương tự câu số 11. Giả thiết 8,32 gom chất rắn không tan đó là đồng dư vì axit dư phản ứng hoàn toàn nên xét từ oxit hết. Vậy kết luận đồng dư tổ muối sát kha và ta viết có phương trình tương tự. Thứ nhất, xét từ oxit có x mol tạo ra muối sát 3 clorua 2x, muối sát 2 clorua x mol. Và muối sát 3 clorua tạo ra này hòa tan kim loại đồng theo phương trình thứ hai. Dựa vào tỷ lệ trong phương trình ta có 2x mol xét 3 clorua thì cần x mol đồng phản ứng tạo ra 2x mol xét 2 clorua và x mol đồng 2 clorua. Như vậy dựa vào giả thiết trong đề bài thu được 61,92 gom muối, ta lập được phương trình theo khối lượng muối gồm có muối xét 2 clorua 3x nhân 127 cạn khối lượng muối đồng clorua x nhân 136 bằng 61,92, giải ra được x bằng 0,12 mol và ta đến được giá trị M bằng khối lượng oxit xét từ cạn khối lượng đồng phản ứng cạn khối lượng đồng dư bằng 43,84 gom và ta chọn đáp án C. Đối với câu số 11 và câu số 12 chúng ta thấy khi dùng dư axit clauric thì xét từ oxit phản ứng hết. Như vậy ta thấy tỷ lệ số mol xét từ oxit tan hỗn hợp và số mol đồng phản ứng là bằng nhau. Như vậy câu này thầy có thể giải ngắn gọn như sau. Thầy gọi số mol của oxit xét từ là x thì số mol của đồng phản ứng là x. Như vậy khối lượng của hỗn hợp xét từ và đồng phản ứng là M trừ 8,32. Và áp dụng bổ toàn nguyên tố đồng và xét, chúng ta suy ra được số mol muối đồng x mol, số mol muối xét 2 clorua 3x mol. Và tương tự ta lập được phương trình theo khối lượng muối trong dung dịch X. Và chúng ta cũng tính được giá trị M bằng 43,84 gom. Như vậy thầy đã hướng dẫn cho các em chuyên đề về xét và hợp chất của xét. Các em có thể vào địa chỉ này hoặc vào Facebook hỗ trợ hoặc qua truyền hình Quảng Nam để các em trả góp bài tập về nhờ các em tự luyện và giải thêm để rèn luyện thêm. Chúc các em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.